mà lớn to, dù chúng ta thấy to lớn nhưng mà chúng ta so sánh với ấy thì chúng ta thấy là nó tỷ lệ đang tăng cao, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân theo dõi hoặc là tùy lâm sàng nó có chèn ép hay không thì bệnh nhân có thể mổ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy có một tổn thương tuy nhỏ khoảng là 5, 6 hoặc là 7 dưới 1 cm nhưng mà nó có các triệu chứng lâm sàng, nhưng mà có các hình ảnh nghi ngờ đến ác tính thì chúng ta phải cho làm fna. Do vậy không phải là nốt to thì đi làm fna, mà nốt nhỏ thì chúng ta theo dõi. Đây là chúng ta đưa ra khuyến cáo để chúng ta một số tổn thương nào cần làm tế bào học dưới hướng dẫn siêu âm hoặc là có thể là chọc rồi chúng ta sẽ của mình. Đây là một cái số tổn thương mà chúng ta được cần làm lành hay ác. Đây là một cái số đặc biệt để chúng ta nghi ngờ tổn thương này hướng đến lành hay ác, để chúng ta cho bệnh nhân làm dạ của mình trong tế bào về lành tính thì làm thế nào thì hỗn hợp đi hoặc ác thì cũng như nhau, nhưng mà về đôi đồ vô âm thì chúng ta thấy tỷ lệ ác tính nó thường là giảm âm này, lành tính thì đồng âm tăng âm hay giảm âm, nhưng mà về ranh giới thì ranh giới của nó không rõ ràng thì tỷ lệ ác tính cao, hoặc là cái vòng halo này, vòng halo nó dày nó không đều nó không toàn vẹn thì đấy là những cái tổn thương ác tính, hoặc là nó có vi mới của bạn đớp lơ thì hiện tại nay người ta nó học khuyến cáo thì đớp lơ nó sẽ không có cái giá trị trong cái chẩn đoán là thế ạ. Một số cái dấu hiệu khác như là chúng ta kiểm tra chúng ta thấy có hạch hạch bất thường hoặc là cái tổn thương này nó xâm lấn ra ngoài xâm lấn xung quanh. Còn đối với lành tính thì chúng ta sẽ thấy đồ vô âm của nó thường là đồng âm tăng âm hoặc là giảm âm. Về ranh giới thì nó có ranh giới rõ ràng, có viền halo mỏng này đều toàn vẹn hoặc là bối hóa, thì bối hóa thường là bối hóa rộng lớn hoặc nối bối hóa dạng vỏ sò hoặc bối hóa ngoài vi. Đấy là những cái đặc biệt mà giúp chúng ta có thể hướng đến khối này là lành tính hay ác tính. Chúng ta phải kết hợp nhiều cái để chúng ta hướng đến một cái tổn thương là lành tính hay ác tính. Vào năm 2011 thì người ta là một cái tác giả Hàn Quốc đã đưa ra một cái phân loại tri trạch để giúp chúng ta hoàn thiện. Trước đó là có rất là nhiều cái phân loại tri trạch được đưa ra, nhưng mà tổng vào năm 2011 thì cái ông này ông đưa ra là một cái phân loại tri trạch mới nó hoàn thiện, và người ta là dựa vào năm nhóm dấu hiệu đặc điểm siêu âm nghi ngờ của tổn thương để đưa ra cái phân loại tri trạch này. Thì nếu mà chúng ta kết hợp nhiều dấu hiệu, số lượng đặc điểm nghi ngờ, các đặc điểm nghi ngờ trên siêu âm càng nhiều thì tỷ lệ nguy cơ ác tính của nó là càng cao. Chúng ta phải kết hợp nhiều dấu hiệu và giúp chúng ta là chọn lọc những tổn thương nào mà cần làm FNA hay là cần điều trị phẫu thuật. Đây, đây. Vào năm 2011 thì người ta đưa ra năm dấu hiệu như thế này để người ta là hướng đến tỷ lệ lành tính hay ác tính. Thứ nhất là tổn thương nhãn đặc, thứ hai là giảm âm hoặc là rất giảm âm, thứ ba là bờ giảm phì hoặc là không đều, thứ tư là có bí bối hóa hay không, có từ năm đó là chiều cao lớn chiều rộng. Thì đây là năm dấu hiệu nghi ngờ ác tính cao người ta được đưa ra. Do vậy thì chúng ta đã video chúng ta đã học học thì về hình dạng có thước thì đây, nếu mà chiều rộng lớn hơn chiều cao thì như thế nào, những tổn thương nào tổn thương chiều rộng lớn chiều cao là những tổn thương nghi ngờ ác tính, đúng chưa? Về đường bờ mà nhiều đường bờ mà không đều như phi hoặc thứ gai thì là những tổn thương nghi ngờ ác tính, đúng chưa? Về phân trạng hoặc phân nang thì không có nhiều lắm. Về vôi ông thì người ta đưa ra đây những cái tổn thương giảm ông hoặc là giảm ông mạnh là những cái tổn thương ác tính rất là cao, có vi với hóa. Đây mọi người quan trọng là cái vi với hóa này hoặc là những cái vôi hóa thô vôi hóa đất đoàn thì đây là những cái tổn thương nghi ngờ ác tính cao đó. Đây vào năm 2011 cái một tác giả Hàn Quốc là đưa ra tri trạch năm 2011 thì người ta phân là tri trạch một là không có tổn thương, tri trạch hai thì tổn thương lành tính là tỷ lệ ác tính 0% này, tri trạch ba thì những khả năng lành tính tỷ lệ ác tính là chỉ có 1,7%. Và đến những cái tổ dấu hiệu này, nếu mà tri trạch 4A, 4B, 4C thì 4A là có dấu hiệu, một dấu hiệu cho đến 4C thì nó có đến 3 đến 4 dấu hiệu. Tất đây người ta khuyến cáo chúng ta phải kết hợp ra nhiều dấu hiệu để chúng ta nghi ngờ ác tính. Đây ba bốn dấu hiệu thì tỷ lệ ác tính này nó chiếm đến là 72, 44 đến 72%, mà đến nếu có năm dấu hiệu rồi
có năm dấu hiệu như thế này, một tổn thương mà có năm dấu hiệu như thế này tức là tổn thương chắc chắn là nghi ngờ, tổn thương ác tính rất là cao, chắc chắn khi nào chúng ta nghiên cứu đợt năm thì bác sĩ lâm sàng là sẽ hiểu đấy là tổn thương chắc chắn là ác tính, sẽ cho bệnh nhân đi chọc tế bào và phẫu thuật. Qua năm 2017, thì người ta đưa ra, hiệp hội đưa ra một cái tiêu chuẩn năm 2017 để thống nhất nghi ngờ, các mục lực nghi ngờ như thế nào, số lượng lăng tính, nghi ngờ ít, nghi ngờ vừa và nghi ngờ cao. Chúng ta sẽ dựa vào đây, năm cũng là năm dấu hiệu nhưng mà người ta tính đều để chúng ta theo dõi, được chưa? Và năm 2017 thì người ta đưa ra năm dấu hiệu cũng là năm dấu hiệu như vừa rồi. Thứ nhất là thành phần này, thứ hai đồ hôi âm, thứ ba thân già, thứ tư là đường bơ và hôi những cái, thứ năm là hôi âm. Thay mọi người thấy chưa, cái tí giác mà không điểm thì mọi người ứng với không điểm tức là những cái tổn thương, chúng ta sẽ thấy là nam còn không như là nam là không điểm, trọng âm này, rồng thân cao này, bơ điêu nhỏ đây. Thì nếu mà muốn một cái tổn thương mà phân là tí rạch màu lan tính không điểm như thế là tổn thương chi, so sánh với trên đi lên những cái tổn thương chi mà mọi người thấy ná kêu đúng chưa, ná này hoặc là tổn thương như thế nào nữa để chỉ được phân làm tí rạch một nữa, đúng chưa? Đây đúng giống bọc điểm. Do vậy khi nào mà chúng ta thấy một cái nang đang kéo này và cái những bọc biển thì chúng ta cho là tí đặt một, đúng chưa? Vì nó sẽ quá đấy, nang thì ở cái đồ hôi ấm của nó là trọng ấm này, đồ rồng thân cao nhảm đấy, nó không có hoặc không hoặc có sợ ảnh của sắp trội lẫn đấy, đấy người ta không điểm trong nang kéo thì thường có sợ ảnh của sắp trội, đúng chưa? Là không điểm đây thì cái này thì răng sấn, đúng chưa? Đến phiên là tí đặt 2 thì mà người nghi ngờ những cái nào là tí đặt 2, tí đặt 2 tức là 2 điểm, những cái tổn thương nào có thể là phân làm tí đặt 2. Mọi người sẽ gặp tổn thương như thế nào được thì sẽ phân làm tí đợt 2 là hỗn hợp tăng giảm của em nào. Tí đợt 2 là chỉ có 2 điều. Thì đây hỗn hợp nám này chúng ta sẽ so sẽ ứng vào về thành phần thì nó sẽ phải là hỗn hợp nám hoặc đặc, đúng chưa? Hoặc là nó sẽ là đặc hoặc hầu như là đặc thì không thể là chọn món được, đúng chưa? Do vậy là hỗn hợp nám hoặc đặc, tăng âm hoặc đông âm này, đây rồng hơn cao, rồng hơn cao bơ đều đó, chúng ta sẽ ứng đường bơ đều đó, như vậy là nhấn hồi âm hỗn hợp, đúng chưa? Không có vôi hóa, đúng chưa? Nhấn hồi âm hỗn hợp không có vôi hóa. Những cái tổn thương mà nghi ngờ thấp thì đây là những cái tổn thương mà đặc hoặc là có sẽ có tăng âm hoặc giảm âm, tăng âm này những cái tổn thương tăng âm hoặc đông âm về những cái giá đường bơ đều trong hơn lớn hơn cao đó, chúng ta phải ứng vào cái tỷ lệ này. Những cái bao tổn thương của ung lên xấu là những cái tổn thương đặc hoặc không đi đặc, tổn thương giảm âm của ung điểm đó là những cái tổn thương mà nghi ngờ vừa nghi ngờ cao thì bài điểm, tức là chúng ta sẽ thấy đặc hoặc như đặc giảm ấm hoặc lớp giảm ấm này. Do vậy những cái thành phần mọi người thấy chứ, đồ hôi ấm trọng ấm là không điểm, tăng ấm hoặc giảm ấm thì một điểm, giảm ấm có rất giảm ấm là 2 đến 3 điểm. Do vậy mọi người phải lưu ý đến cái đồ hôi ấm của nó, giảm ấm hoặc rất giảm ấm là tỷ lệ ác tính rất là cao này, còn thêm chiều cao lẫn chiều rộng thì 3 điểm, chỉ cần mà tổn thương mà giảm ấm mà cao hơn rộng đà là nghi ngờ 5 điểm. 8 điểm thì tí đặt cũng này là đang nghi ngờ vừa này đó, đang còn thêm mà nếu có này bối hoảng lợn này thì một điểm thôi, nhưng mà những cái đồ hôi âm đây làm tặng đi, tức là người ta có
như là mọi người mô tả đây là những cái vị vượt qua đấy. Đó là ba điểm này, ba điểm này này, thấy chưa? Càng nhiều dấu hiệu ác tính thì chúng ta thấy tỷ lệ là càng cao này, bảy điểm nghi ngờ rất là cao thì là bảy điểm. Đó vậy đối với mà những cái tổn thương hai điểm thì chúng ta không bổ điểm thì chúng ta không cần làm em này này. Người ta khuyến cáo đi ra ba thì nghi ngờ thấp làm em này, nếu mà lớn 2.5 cm hoặc là chúng ta có thể thay dồn theo dõi nếu mà lớn 1.5 cm. Bởi vì những bác sĩ đặt bụng như thế này là những cái tổn thương nghi ngờ rất là cao thì chúng ta cho theo làm em này nếu lớn 1.5 là những tổn thương này tí đặt 5. Thì hầu như tí đặt 5 thì chúng ta phải cho bệnh nhân nhập viện để phẫu thuật rồi. Tí đặt 5 thì chắc chắn là đã có tỷ lệ ung thư, chắc chắn là ung thư. Các bởi thương người ta, mọi người sẽ thấy hạch của cái ung thư dần đủ của trường giáp. Thường là hạch cũng giống như mà cái tổn thương của nó thường là có vối hóa. Do vậy chúng ta thấy một cái tổn thương nghi ngờ hạch cổ mà có vi vối hóa lần tầm tầm, chúng ta phải do là trường giáp quá có trường giáp có tổn thương hay không. Hạch của cái tổn thương của ung thư dần đủ của trường giáp, ung thư dần đủ trường giáp nó thường hay gặp nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất. Nhưng mà nó tiến triển chậm mà còn nó có tiến lượng tốt. Đó, chúng ta phát hiện là thì chúng ta sẽ nói hạch của nó cũng giống như là tổn thương nó là có những cái vi vối hóa. Giống như chúng ta thấy mô tả này, một cái tổn thương như thế này nghiêm này đấy, những cái tổn thương như thế nào, đây là mô tả đây, mọi người sẽ mô tả như thế nào. Một cấu trúc dạng đặc là nào, đặc đúng chưa? Bờ không đều, bờ không đều, bờ không rõ nào. Hồi âm sao? Giảm hồi ống. Đông hồi ống. Hồi ống là nè. Giảm hồi ống. Đông chứ. Giảm. Đông hồi ống. Nhìn nè. Đoàn hãy giảm. Thì đoàn nè nó do vì vối. Vì vối bỏ lên xấu chứ có ấn cái kích thước ngoài nữa mắt. Và thì vối bỏ lên thằng ngoài nó đông hồi. Đông ấm đấy hả? Còn nhưng mà có vối bỏ, nhưng mà lại có những cái vối bỏ lòng tầm này. Nó có vối hòa lớn hay là vối trong một cái tổn thương mà có vối hòa, vì vối hòa lớn hoặc vi vối hòa thì chúng ta sẽ chọn là cái nó cao nhất thì chúng ta sẽ điểm là vi vối hòa chứ. Còn cái tổn thương như thế này mọi người thấy chưa, đặc giảm ấm mạnh đúng chưa, so với cơ thể trước này giảm ấm nhiều hơn phải không, chiều rộng lớn chiều cao này, đây đã có mấy dấu hiệu rồi, cái này là tí là mấy rồi. Có lẽ chưa nồng. Đất già không, cao không rộng, nó sáu điểm rồng. Chứ. Vi vối hóa. Nếu có vi vối hóa nữa thì thả là áp tận rất là cao. Nhưng mà cái này đã là tí là bổn rồi. Mọi người thấy không, sáu điểm là tí là bổn rồi, chúng ta phải cho bệnh nhân chọc rồi, thấy chứ. Và khi mà cái tổn thương này thì nghi ngờ cũng là cao đây. Bơ còn giới hạn không rõ đấy, chúng ta có thêm một cái nữa giới hạn không rõ đấy, mọi người thấy hiện nay có giới hạn không rõ so với nhu mô xung quanh đấy chứ. Tức tổn thương này nằm đặt nghi ngờ cao là chắc chắn là tổn thương ung thư. Chúng ta sẽ có là một số cái hình ảnh này từng bệnh đây thấy chưa, giống như tổn thương này thế này tí đặt này cũng là cao thì khi nó là đã có đường bơ không đều rồi này, thấy chưa, giảm ấm rồi này, đó đã 5-6 điểm rồi thì chứng tỏ tí đặt bổn rồi. Mọi người phải cho là khuyến cáo bệnh nhân là theo dõi chọc, phải cho chọc tế bào, thấy chưa, những cái tổn như thế này bơ giảm phi này không đều tố gái này, thấy chưa, khi nào chúng ta thấy những cái tổn thương như thế này chỉ cần là mọi người mà không tí đặt bổn thì chứng tỏ chúng ta phải cho bệnh nhân đi chọc rồi, tỷ lệ nguy cơ là ác tính rất là cao. Đây, giống như tổn thương như thế này mô tả sao? Có trúc dạng đặc, dạng âm, bơ có đều không? Bơ không đều, cực thường đây là này, vì vui hỏi thật chứ, nhon cho mọi người dọn cho quen về những cái trọng như thế này, vì vui hỏi đúng chứ, thấy đó, những tổn thương này là ác tính đấy. Đây, đây cũng một tướng đẹp đặc, nhưng mà vi vối hóa này, cái vi vối hóa này rất là quan trọng, chỉ cần nhìn thấy một cái tổn thương có vi vối hóa này chắc chắn là tổn thương ung thư. Đây,
vi vôi hóa thì nhé, những cái tổn thương này nó có vi vôi hóa là những cái tổn thương này lan tỉnh này tăng âm như thế này thì những cái tổn thương mà tăng âm thì đồ hôi tức là cái tỷ lệ ám ảnh nó thấp vì cái điểm của nó rất là thấp, một điểm thấy chưa, bơ đen rồi như là nó rất là thấp, tỷ lệ thế thì tỷ lệ hai chưa, người ta sẽ phân làm tỷ lệ hai, còn đây tỷ lệ bốn nắm đây này, còn đây là tỷ lệ nắm chắc chắn này, còn những tổn thương đây này thì nó tổn thương đi này cũng là dạng âm bơ điều rồi, nhưng mà nó tỷ lệ của nó thấp tại vì một cái tổn thương mà chỉ có dạng âm thôi, lương bơ thì đều giới hạn rõ đúng chưa, không có vi với hóa thì mọi người không tỷ lệ này theo thì sẽ là tỷ lệ này tỷ lệ hai đúng chưa, chứ không phải là tổn thương nào là dạng âm là cũng là tỷ lệ bổn hình mất ạ, mọi người sẽ phân ra theo cái đồ hồi ấm như là chúng ta tí là hai, chúng ta không tí là hai, tức bác sĩ lâm sàng sẽ hiểu tổn thương này là lành tính, chỉ cho bệnh nhân theo dõi, cho bệnh nhân theo dõi 6 tháng hoặc là 1 năm đó, thì tổn thương này vẫn không thay đổi kích thước thì cứ theo dõi tiếp thôi, hoặc là ban đầu 6 tháng thì sau đó có thể theo dõi, thì mà tổn thương không thay đổi kích thước thì chúng ta có thể cho bệnh nhân theo dõi thời kỳ dài hơn là 1 năm đó, và là đây chứ không phải là tổn thương nào mà cái dạng ống nó không tiết ra bụng nữa, đây tổn thương này là trục dòng dạng ống nhưng bơ rêu rầu không đi với quả thì đấy là tổn thương tiết ra thái thôi, mọi người chỉ cần là tiết ra thái thôi đúng chưa, đây những cái tổn thương như thế này chứ cũng là phân tán thành tiết ra thái, đây còn một cái tổn thương này này đã tổn thương mà dạng ống nữa này, bơ rêu này à, bơ không rêu này này thấy chưa, còn thêm một chiêu dọc lẫn chiêu rộng này này thấy chưa, tổn thương này gọi là trục chi không phải trục bao dục nữa, gọi là trục dọc, mà người thường hay nghe mô tả trục ngắn và trục dọc, cái tổn thương này người ta mô tả trục ngắn này vì cái kích thước chiêu dài lớn chiêu rộng đúng chưa, còn tổn thương này chiêu dài là bạn chiêu rộng này thì người ta mô tả đây là trục dọc, khi nào mà trục dọc thì tỷ lệ ác tính nó cao hơn trục ngắn đây, thì gọi đây là những cái tổn thương mà ác tính ở đây tỷ lệ này là tỷ lệ nắm rồi đó, người ta đã làm ác tính đấy, những cái tổn thương này đấy trục dọc cứ thấy nhiều lắm, mọi người đi ra đi số ống nó thấy rất là nhiều bệnh trục thương trục dọc rất là nhiều, mà thì đó có phải là tổn thương nào chúng ta cũng phải cho bệnh nhân chăm, trùng từng tổn thương nào chúng ta chỉ cần cho bệnh nhân theo dõi thì khi nào mô tả thì đặt hai thì đã là lành tận rồi, hay những cái tổn thương này có viêm hay lô nêu rõ nhiều lắm, tổn thương đi rất là nhiều. Đây những cái tổn thương dạng sụn như thế này, đây là những tổn thương mà người ta phân làm là tiết đợt một đấy, tiết đợt một là tổn thương nhân dạng sụn nhân bọc biển này, đây những cái nốt này cũng là nhân dạng sụn đấy, rồi đây này những cái tổn thương bối hóa đất đoàn này, bối hóa đất đoàn thì người ta phân tiết đợt này cùng là bụng mà nghe tí là phối bỏ nước đoàn nó cùng lâu tí là bụng mà nghe, trong này họ không mô tả là cái phối bỏ, họ chỉ có mô tả phối bỏ lợn hoặc phối bỏ ngoài bí thôi, phối bỏ ngoài bí là phối bỏ đường biên cùng lâu phối bỏ nước là phối bỏ nên ta cho hai nhịp nhưng mà biển bảo bệnh nhân là những cái bối bỏ đất đoàn như thế ra cũng là bối bỏ nghi ngờ ác tính đấy, nên chúng ta cũng cần phải vì nó mừng đã có nghiên cứu nó có tỷ lệ ác tính, do vậy chúng ta cũng cần cho bệnh nhân chọc đó, những cái tổn thương này ràng cũng cần cho bệnh nhân đi chọc đó, những cái bối bỏ đất đoàn này, bối bỏ dạng phố này, phố và trung tâm, những cái tổn thương này cũng nên cho bệnh nhân đi chọc đúng chưa, rồi những cái tổn thương này đó gì cũng đều rồi này nhé, bôi làm tổng vi với họ này nhé, rồi cho những cái tổn thương nghi ngờ ác tính rất là cao, mọi người là đi rất là hay gặp, rồi mọi người có hỏi chính hả, à hỏi chi hoặc cái nụ giả biết với họ mà nó không nên này đó.
giờ bị thương hàng năm trong mạch kinh á, rồi bây giờ bị bỏ con á, bị bỏ thương năm trong trong đặc á. Năm cá. Đặc. Năm cá. Đó. Con mạch kinh lúc giờ bị bỏ như hiện nay á, bị thương năm trong mạch kinh á, này. Không có sao ăn thứ sao tuổi lớn á, không có sao ăn thứ sao tuổi lớn á, không có sao ăn thứ sao tuổi lớn á, không có sao ăn thứ sao tuổi lớn á, không có sao ăn thứ sao tuổi lớn á, không có sao ăn thứ sao tuổi lớn á, không có sao ăn mặt cắt ngang, tục dọc bớt mặt. Thế nào mà trục dọc là cái tổn thương đó, nó nghĩ thì ở cái áp tổn thương trục ngang này. Giống như một cái hạt thi thì mọi người hay thấy rất là nhiều thấy ngang, mọi người có thể thấy một tổn thương ngang. Trục dọc, trục hình tròn hoặc là trục mà trục dọc. Là những cái hạt nữa là hạt bất thường. Còn để mô mô tả là trục ngang. Đấy là cách dọc. Thêm là có một khách. Là cái trục dọc là đúng đó. Mà mẹ chị thấy là người ta hay mô tả có rụng hạch. Không, em nhìn cái đầu bắt kèm. Hạch là hạch tổn thương. Còn hạch sinh tròn hoặc là mô dục. Và hạch sinh tròn hoặc là trục dọc thì người ta gọi là những cái hạch bất thương. Không có rụng hạch hoặc là có ví với hóa. Mà người thấy ung thư tuyến giáp là chưa gặp nhiều. Thì sẽ thấy hạch của nó cũng có ví với hóa. Ví với hóa là tổn thương tuyến giáp đó. Mất tổ chức lồng hạch là không bỏ lồng hạch ra giống nhau đó. Mỗi ta mô tả giống nhau. Mất tổ chức lồng hạch là không bỏ lồng hạch ra giống nhau.